Diana High School, Westminster High School, Whitney High School, Cal State Fullerton, UC Irvine, UC San Diego, Garden Grove High School, Huntington Beach High School, La Quinta High School, Bourbon High School, Irvine, Northwood High School, Irvine, Los Amigos High School, El Toro High School, và cuối cùng, Medical School, University of Missouri. Chân thành cảm tạ tất cả các quý vị và các em hiện diện trong lễ quân học kỳ thứ 20. Đây đánh dấu, tuy là mới tổ chức 20 năm thôi, nhưng mà giải quân học trầm tràn 25 tuổi. Vì có 5 năm gián đoạn, khởi sự vận động từ 1982 và tổ chức lần đầu tiên năm 1984. Thưa quý vị, ròng rã, xem như 25 năm là một phần tư thế kỷ, cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta qua giải quân học đã góp phần xây dựng tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Nhờ vào sự hiện diện của tất cả các quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây, xin ông trân trọng giới thiệu giáo sư Nguyễn Tự Quý là trưởng ban tổ chức giải quân học kỳ thứ 20 năm 2008. Sẽ gửi lời chào mừng của ban tổ chức đến tất cả các quý vị. Xin chào quý vị quan khách, xin chào quý vị thầy cô, xin chào các phụ huynh và xin chào tất cả các em học sinh vừa hiếu học vừa giỏi của người Việt hải ngoại. Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, sự học là chìa khóa mở các cửa. Lý tưởng phục vụ giáo dục của anh em trong ban tổ chức, của các thầy trong ban giám khảo và của chúng ta đã thúc đẩy chúng ta tiếp tục làm công việc này trong sự vui mừng và sự hân hoan. Trước đây tôi ở miền xa, ở bên New Jersey và cố gắng hòa nhập vào xã hội, cố gắng đi học lại, xin việc. Rồi sau một thời gian thì vững vàng, rồi sau đó bắt đầu nhớ cộng đồng. Mình lúc nào cũng cảm tưởng mình ở chỗ lạ lạ người. Năm 86 chúng tôi sang Cali, chúng tôi sang đây chúng tôi thấy giống như là về Việt Nam vậy, rất là vui và tìm cách dọn sang đây. Và cái tình cảm mà được về cái quê hương của mình ở vùng này là một cái tình cảm rất là đặc biệt, cho nên chúng tôi rất là quý cộng đồng. Và do đó chúng tôi cũng xin cùng chúng ta làm công việc xây dựng cộng đồng như tất cả bao nhiêu cơ quan truyền thông, tất cả quý vị trưởng thượng, tất cả quý vị làm văn hóa và mọi người cùng chúng ta cùng xây dựng. Và đặc biệt là giải khuyến học có một tâm huyết để cố gắng xây dựng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại. Năm nay giải khuyến học có được 235 em tham ghi danh tham dự và gần hơn 200 em đã chính thức đi thi. Đó là một cái tăng 50% so với năm ngoái. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh, các thầy cô và các em đã hưởng ứng giải khuyến học. Năm nay cuộc thi đỗ vui đại học tăng lên từ 12 đến 19 và kéo dài suốt ngày 13. Năm nay các thầy giám khảo cũng huấn luyện giúp chúng tôi có một số thầy cô trẻ đứng làm người điều khiển chương trình. Năm nay chúng ta có thấy các em đạt điểm rất là cao. Có tất cả là 70 em thi tiểu học 1, nhưng mà chỉ có Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử Chính Pháp được vào bán kết. Bởi vì các em hỏi ra thì là các em được các thầy dạy chương trình của giải khuyến học từ đầu năm và dạy rất kỹ để lần này đi luôn tài. Cho nên những em ở những trung tâm khác ở lớp tiểu học 1 không có dốt hơn, nhưng mà giỏi hơn. Tuy nhiên 80 điểm cũng chưa được vào. Trung bình chúng tôi chỉ đòi hỏi 70 điểm thôi, chứng tỏ là cái tinh thần học và cái khả năng tiếng Việt em rất cao. Chúng tôi rất mong năm tới cái số tham dự đông hơn và các em sẽ thi đua nhiều hơn.
Cũng chính vì các điểm cao như vậy cho nên chúng tôi năm nay phải tặng tới 40 cái giải thưởng khuyến khích, bởi vì các em 80% điểm là bậc kẻ nhân đi rồi. Thành ra chúng tôi xin quý vị cũng thông cảm vì chúng ta phải trao nhiều giải hôm nay, tổng cộng 192 cái phần thưởng hôm nay. Năm nay chúng tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều quý vị đã tặng cho giải khuyến học. Nào là đồng hồ, có một cái 10 cái đồng hồ đọc được quốc tế được và có thể coi giờ Việt Nam hay là giờ Tây Đức, và đồng thời có cờ Việt Nam Cộng Hòa ở trên, thì các em là một số em xuất sắc trên đường đó. Chúng tôi được các thầy, các vị khảo cứu đã tặng nhiều sách, và chúng tôi năm nay cũng được tặng rất là nhiều hình kim khá giả, cho nên chúng tôi rất là vững tâm. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và chúng tôi xin chúng ta cùng chúc các em học sinh Việt Nam hiếu học, học giỏi để càng ngày càng làm đặng danh cho người Việt. Cảm ơn giáo sư Nguyễn Tử Tiến. Sau đây Kim Anh xin được cập nhật phần giới thiệu của nhan sắc như sau. Kim Anh xin đến chánh vì nãy giờ giới thiệu là nghệ sĩ Song Thuận thuộc câu lạc bộ Hùng Sử Việt. Kim Anh xin được giới thiệu là nhà thơ Song Thuận, câu lạc bộ Hùng Sử Việt, và giáo sư nhà báo Đỗ Quý Toàn là chủ bút nhật báo Người Việt, và bên cạnh đó là ký giả Vũ Đình Trọng thuộc nhật báo Người Việt. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, Kim Ngân trân trọng giới thiệu giáo sư Lương Trung Thảo, chánh chủ khảo kỳ thứ 20 năm 2008, sẽ có cảm tường với tất cả chúng ta. Cảm ơn giáo sư.